Nhung cũng không kính xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em mới hoàn thiện xong một tác phẩm đặt ma hàng long được làm trên chất liệu gỗ hương đá, có chiều cao là 1m45, chiều ngang là 61 và chiều sâu của sản phẩm là 33. Và anh chị em mình cũng biết gỗ hương đá là một trong những cái dòng gỗ mà được rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng và tin dùng. Không chỉ là những sản phẩm gỗ hương đá được làm trên những tác phẩm tượng gỗ, mà bên cạnh đó thì gỗ hương đá còn làm những công trình nội thất được rất là nhiều người tin tưởng cũng như là muốn sở hữu cái dòng gỗ này, bởi cái độ sáng màu như là cũng như là những cái đường vân của gỗ thì vô cùng là độc đáo. Và ngày hôm nay đây thì bên em đã chế tác ra một tác phẩm đặt ma hàng long với một cái dáng thế thì các chị em mình thấy là rất là được thợ bố trí rất là cân đối, phải không ạ? Một ngài đặt ma đang đứng nè, đang đứng, tay thì vác một cây gậy, một tay thì cầm một chuỗi vòng tràng hạt. Và bên cạnh ngài đây ạ thì người thợ còn chế tác thêm đó là một chú rồng các bác nhà mình nhá. Và với hình ảnh đạt ma sư tổ thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với những anh chị em nhà mình đam mê tượng gỗ đúng không ạ? Và hình ảnh đạt ma sư tổ thì cũng được những người nghệ nhân chế tác với các dáng thế khác nhau, như là đạt ma ngồi thiền hay là đạt ma thế võ, đạt ma đứng, đạt ma khất thực. Thì đây với cái tác phẩm này đây thì người thợ chế tác đó là một ngài đạt ma đang với cái dáng đứng các bác nhà mình nhá. Và khi các bác nhà mình trưng những tác phẩm chọn đạt ma trong không gian nhà mình thì có ý nghĩa đó là trấn trạch trừ tà, xua đuổi mọi tà khí này và mang lại những điều may mắn cho gia chủ mình. Và với cái sản phẩm này không chỉ là đục một bức rồng bên cạnh mà ở với tác phẩm này thì người thợ còn đục thêm đó là một chú nghe ở dưới chân ngài đạt ma nữa. Và thực sự là các chị em nhà mình khi nhìn vào cái tác phẩm này thì nếu mà nhìn thực tế ở ngoài thì các bác nhà mình sẽ nhìn được cái chiều sâu của tác phẩm, thì nhìn cái tác phẩm nó sẽ được độc đáo và phong phú hơn rất là nhiều. Và với cái tác phẩm này thì bên em đục thủ công hoàn toàn bằng tay các chị em nhà mình, với những cái đường nét thì vô cùng là tinh xảo. Và đặc biệt là hàng chọn gỗ ạ, gỗ thì rất là đồng màu và sáng màu các chị nhá, cũng như là những cái đường vân thì vô cùng là độc đáo ạ. Và với cái tác phẩm này thì em gái đang giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 31.500.000, là cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển rồi. Nên là nếu anh chị em và nhà mình mà quan tâm hay là đang muốn tìm kiếm một tác phẩm đặt ma với kích thước khủng như này thì các chị em mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em đó là 0338 528 529 hoặc 086 678 9910 thì em gái sẽ gửi hình ảnh